quý vị và các bạn, lũng trinh là xã núi đá do thiếu đất, thiếu nước sinh hoạt, trình độ dân trí thấp, mật độ phân bố dân cư không đồng đều nên đời sống của người dân nơi đây, đây còn gặp nhiều khó khăn. song mấy năm qua nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đưa các giống cây con có giá trị, áp dụng sản xuất theo khoa kỹ thuật, tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tập quán canh tác cũ nên công tác giảm nghèo của xã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể. ghi nhận của phóng viên Hải Yến và Duy Quang mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xã Lũng Trinh có 727 hộ sống ở 7 thôn bản, thu nhập của người dân trong xã chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên công tác do đói giảm nghèo ở đây phải bắt đầu từ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, mấy năm trở lại đây, bên cạnh sự đầu tư của trung ương, tỉnh và huyện thì Đảng bộ chính quyền xã Lũng Trinh đã vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi bò gắn với trồng cỏ, đưa giống cây ngô lai vào canh tác. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm qua từng năm. Nếu năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo là trên 60% thì đến cuối năm 2014 đã giảm xuống còn 36,6%. Theo kế hoạch, năm 2015, xã Lũng Trinh phải giúp được 48 hộ thoát nghèo và hạn chế thấp nhất việc tái nghèo. Để hoàn thành mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, xã đã tiến hành giả soát, lập danh sách các hộ nghèo và phân công từng cán bộ xã, lãnh đạo các đơn vị, bí thư tri bộ và trưởng thôn hướng dẫn giúp đỡ từng hộ. Theo đó, lấy ý kiến tham gia đóng góp của người dân trong việc giả soát hộ nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ, phân công người giúp đỡ đã hợp lý chưa. Trên cơ sở giả soát, ý kiến đóng góp của người dân, cấp ủy chính quyền và ban quản lý thôn bàn bạc đưa ra những giải pháp hỗ trợ cho các hộ nghèo theo phương án cụ thể vừa với từng hộ. Đồng thời, các hộ nghèo được nhận sự giúp đỡ phải có cam kết tự giác, cần cù lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ gành tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để có tích lũy cho gia đình không trông chờ ủy lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Hiện nay, xã Lũng Trinh đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập khá, trong đó có mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Phàn Thị Thủy ở thôn Sùng Khể đã được xã nêu gương và tổ chức cho các hộ nghèo ở địa phương tham quan học tập noi theo. Trước đây, gia đình chị Thủy là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với quyết tâm làm sao để có cuộc sống khá hơn, chị Thủy tìm đến sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và chị đã được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình giảm nghèo của nhà nước. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, chị đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư vào chăn nuôi. Chị đã chủ động tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện gia đình chị Thủy có trên 20 con trâu bò. Để có thức ăn thô cho gia súc, gia đình chị đã trồng 10 hecta cỏ chăn nuôi. Về phát triển sản xuất, gia đình chị trồng được 1,6 hecta lúa, khoảng 2 hecta ngô, 700 gốc chuối tiêu hồng. 2 hecta trẻ có giá trị kinh tế cao. Không chỉ phát triển chăn nuôi gia súc và trồng trọt mà gia đình chị còn mạnh dạn nhận đất đồi để trồng 15 hecta cây sa mộc và 94 hecta cây thông theo dự án 661. Ngoài ra, gia đình chị còn kinh doanh bách hóa tổng hợp, nấu rượu ngô men lá. Từ tất cả các hoạt động phát triển kinh tế trên đã cho gia đình có thu nhập bình quân 250 triệu đồng một năm. Khi mô hình phát triển kinh tế của gia đình mở rộng và phát triển, Chị Thủy cũng đã tạo công an việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương với mức tiền công từ 130 đến 150.000 đồng một ngày. Tôi là người đảng viên. Những cái gì mà đảng và nhà nước đã quan tâm đến bà con ở trên này thì không ai biết làm thì tôi sẽ làm trước để bà con trong xóm để nó biết. Ban đầu thì nó cũng không kể cả trồng cỏ ấy, nó không biết tôi khác đi lấy giống về về sao tôi sẽ phát cho xóm uh, từng hộ một uh, ai cũng có bò nuôi mà ai cũng có cỏ uh, chăn nuôi để công tác do đó giảm nghèo có hiệu quả lụng trinh xác định trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò hàng hóa vẫn là hướng đi chính trong cơ cấu nông lâm nghiệp của xã những năm qua thực hiện theo các cơ chế hỗ trợ của huyện Xã Lũng Trinh đã tổ chức tuyên truyền và động bà con chuyển đổi diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho gia súc để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò. Hiện nay, nhân dân trong xã đã trồng được trên 340 ha cỏ với tổng đàn gia súc là trên 3.600 con. Gia đình ông Vần Tráng Bình ở thôn Mèo Vống là một trong những hộ thoát nghèo nhờ trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò. Cũng như nhiều gia đình trong thôn, trước đây gia đình ông mình chỉ trồng hai vụ ngô tuy đủ ăn nhưng kinh tế vẫn hết sức khó khăn. Thực hiện theo chủ trương của xã là đẩy mạnh trồng cỏ gắn với chăn nuôi, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi 2 hecta đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ để chăn nuôi. Đến nay, trong chuồng lúc nào cũng có 4 con bò trở lên và năm nào ông mình cũng có bò để bán. Nhờ đó, gia đình ông Vân Tráng Bình đã vươn lên thành hộ có thu nhập khá. Việc đảng nhà nước mà cũng quan tâm cũng có cái chương trình trồng cỏ, chăn nuôi bò, hàng hóa cũng tạo được cái công an việc làm cho gia đình và cũng tạo thu nhập và chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Và bây giờ là không còn thiếu ăn như ngày xưa nữa. Gia đình chị Phàn Thị Thủy và ông Vần Tráng Bình chỉ là hai trong số hàng trăm gia đình ở xã Lũng Trinh có thu nhập cao từ chăn nuôi bò hàng hóa gắn với trồng cỏ và các hộ này đang vươn lên thoát nghèo bền vững cùng với việc đẩy mạnh chăn nuôi gia súc xã lũng trinh cũng đã tích cực vận động người dân đưa giống ngô lai cho năng suất cao vào canh tác và chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bước đầu đã đem lại kết quả tốt để người dân tin tưởng vào việc đưa giống mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ban thường vụ đảng ủy xã đã xây dựng mô hình thí điểm tại một số thôn tổ chức hội nghị đầu bờ để dân tham quan học tập theo đó, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên trách phối hợp với các trưởng xóm, những người có uy tín, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện theo mô hình. Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông chọn những giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Hàng tuần cử cán bộ khuyến nông xã, khuyến nông thôn, bản xuống hướng dẫn quy trình kỹ thuật từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch cho bà con. Năm 2014, xã Lũng Trinh đã trồng được 45 ha ngô bằng giống mới là NK4300, NK66 và năng suất được nâng lên đạt gần 33 tạ một ha, sản lượng đạt trên 147 tấn. Từ kết quả đó, năm 2015, toàn xã đã chuyển đổi được 105 ha từ giống ngô địa phương sang trồng ngô lai. Cùng với cây ngô lai, xã cũng đã thực hiện trồng 61 ha cây độ tương và thực hiện thí điểm 10 ha mô hình trồng cây mía trắng tại hai thôn Sùng Khể và Mèo Vống. Nhờ đẩy mạnh việc đưa các cây con có giá trị cao vào sản xuất, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Năm năm 2015 này thì xã tổ chức ký kép cho thôn để thôn là thực hiện vận động bà con nhân dân gia đình Ờ, trồng cái miến và, và cái ngô lây cỏ về trồng cỏ và việc chăn nuôi để áp dụng và khuôn hào kỹ thuật sản dạ xuất nông lâm nghiệp năm số để đồng đồng cao để đạt được mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 31% vào cuối năm 2015, xã Lũng Trinh còn rất nhiều việc phải làm. Những khó khăn như thiếu đất canh tác, thiếu nước, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, và nhất là tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn nặng nề trong suy nghĩ của một bộ phận người dân đang là những lực cản lớn trong hành trình về đích của công cuộc giảm nghèo của địa phương. Chính vì vậy, Đảng Bộ, Chính quyền xã Lũng Trinh đang tiếp tục xây dựng và đưa nhiều mô hình phát triển kinh tế mới vào sản xuất, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn để tạo bước chuyển biến trong sản xuất chúng tôi đã đến chỉ đạo đến các ban ngành đoàn thể, các cơ quan cũng như các tổ chức cá nhân để xuống các hộ gia đình giả soát, khảo sát xem là cái nhu cầu của hộ, hộ nghèo ấy, để xem là cái mong muốn của hộ là để người ta là cái nhu cầu người ta là cần cái gì, Đấy, thì chúng tôi là sẽ hỗ trợ bằng cái vật chất, đặc biệt là cái con giống. Nên là trong địa bàn năm 2015 thì chúng tôi là có 59 hộ, 49 hộ là chúng tôi dự kiến thoát nghèo trong năm 2015. Thì trong cái thời gian qua thì các tổ chức và cá nhân đã đến các hộ gia đình khảo sát, giả soát và đã mua cái con giống cụ thể cho các hộ gia đình. Có thể nói, công cuộc so đó giảm nghèo của xã Lũng Trinh nói riêng và của huyện Mèo Vạc nói chung vẫn còn nhiều gian nan. Nhưng hy vọng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình, nỗ lực của người dân Công tác do đó giảm nghèo năm 2015 của xã Lũng Trinh sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, với tỷ lệ hộ nghèo còn trên 40% đối với một huyện còn nhiều khó khăn như Mèo Vạc, làm thế nào để nhân dân thoát nghèo một cách bền vững vẫn là bài toán khó. Để đi tìm lời giải cho bài toán khó này, trong chuyên mục xóa đó giảm nghèo hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc về các giải pháp giảm nghèo bền vững của huyện Mèo Vạc trong thời gian tới. Thưa ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc là một trong 62 huyện nghèo nhất trong cả nước. Vậy thì để thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, trong thời gian vừa qua thì huyện đã thực hiện rất nhiều các giải pháp đồng bộ. À, vậy thì ông có cái đánh giá như thế nào về kết quả của công tác xóa đói giảm nghèo của huyện trong thời gian vừa qua? xuất phát từ cái huyện mèo vạc thì cũng là một cái huyện một trong những cái huyện nghèo nhất nước cho nên cái nhiệm vụ giảm nghèo là phải đặt là cái nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh đó thì à, huyện ủy rồi ủy ban nhân huyện rồi các ngành các cấp thì đã có nhiều các cái chủ trương lãnh đạo cũng như là việc triển khai các cái giải pháp giảm nghèo trong cái thời gian vừa qua tức là từ huyện cho đến thôn bản là đều tập trung rất là quyết liệt trong cái công tác giảm nghèo thứ hai nữa là có trong cái thời gian vừa qua thì cái việc sử dụng các cái chính sách về giảm nghèo thì huyện cũng đã thực hiện rất có hiệu quả một cái nội dung nữa đó là hàng năm ấy, thì huyện đã cũng đều xây dựng cái kế hoạch giảm nghèo và có cái giao chỉ tiêu cho các xã giao chỉ tiêu cho các xã và có cái phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện thủ trưởng các cơ quan lãnh đạo các xã là trực tiếp phụ trách phụ trách xã và phụ trách đỡ đầu các cái hộ nghèo để cùng giúp đỡ thoát nghèo cho các cái cái hộ nghèo. Thưa ông là việc thoát nghèo đã khó, nhưng mà cái việc là để cho các hộ đã thoát nghèo không tái nghèo còn khó hơn. Vậy thì trong thời gian qua huyện đã có những cái giải pháp như thế nào để giúp cho các hộ đã thoát nghèo không tái nghèo ạ? Để trước hết là huyện cũng xác định là cái sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền là cần phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Thứ hai là hàng năm huyện cũng sẽ tiếp tục là xây dựng cái kế hoạch giảm nghèo để phân công chỉ tiêu, giao chỉ tiêu cho các xã, các xã rồi xã giao cho các thôn, rồi lựa chọn các cái hộ nghèo có đủ cái điều kiện để đưa vào cái danh sách thoát nghèo đồng thời là cũng sẽ tăng cường cái, cái nâng cao cái, cái cái trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, rồi các đồng chí lãnh đạo xã, cán bộ đảng viên phân công phụ trách đỡ đầu các cái hộ nghèo để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giúp họ là thoát nghèo tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình và cũng sẽ tiếp tục nên là huy động các cái nguồn lực các cái nguồn lực xã hội để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cái chính sách giảm nghèo để cho phục vụ tốt cái công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Thưa ông, mục tiêu của công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Mèo Vạc trong nhiệm kỳ tới được đặt ra như thế nào? Thứ nhất là phải thực hiện đồng bộ và toàn diện và có hiệu quả các cái chính sách giảm nghèo của nhà nước. Thứ hai là gắn với lại cái giảm nghèo thì đẩy mạnh cái việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng cách là khuyến khích và tạo điều kiện cho các cái nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn. Qua đó thì cũng sẽ nhằm là tạo cái việc làm ổn định cho người dân, trong đó là có các cái, cái hộ nghèo. À, thứ ba là nâng cao hiệu quả hoạt động ở các cái cơ sở dạy nghề của huyện, đặc biệt là cái trung tâm dạy nghề của huyện, à, từng bước là nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề cho người dân và cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cái chính sách ưu đãi tín dụng đấy, hỗ trợ cho người nghèo vay vốn rồi có thể là hỗ trợ uh, phân bón hỗ trợ giống ngô đấy, cho người nghèo để tạo cái điều điều kiện cho người nghèo sản xuất và tiếp tục là huy động và khai thác các cái nguồn lực uh, trong toàn xã hội để uh, giúp đỡ người nghèo uh, thoát nghèo và đấy cũng là cái 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 hỗ trợ cái à, thực hiện cái việc giảm nghèo bền vững. cảm ơn ông Nguyễn Cao Cường đã dành thời gian trao đổi với phóng viên đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. thưa quý vị và các bạn nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Cao Cường, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc về các giải pháp giảm nghèo bền vững của huyện Mèo Vạc trong thời gian tới đã khép lại chuyên mục Sở đó giảm nghèo hôm nay. cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.